Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 234 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tù Tiên, tác giả vọng ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Thật không thể nào nghĩ ra là người mới gia nhập này lại là một vị tuổi trẻ kỳ tài hiếm thấy, có thể tu luyện kim cường quyết tới tầng thứ ba thật sự làm cho lão phu giật mình đây lão già ho nhẹ một tiếng mê nếp nhăn trên mặt lay động kim cương quyết tầng thứ ba người này ư thiếu nữ vận áo xanh thật sự kinh hại hai mắt tròn tròn nhìn tới hương nhi mùi mùi không được vô lệ Nhàn chân nhường đường cho đạo trưởng và phụ lão đi vào đi thiếu nữ vận áo lam ánh mắt chớp động rồi lại nói như vậy à da, là hương nhi thất lễ Hương Nhi sau khi được thiếu nữ vận áo lam nhắc nhở mới tỉnh ngộ ra, vội vàng chuyển thân nhường cho hai người đi vào cửa. Vị đạo sĩ nam kỳ tử mỉm cười, không thèm để ý tới, còn phù lão thì thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi từ từ đi vào trong cửa xe. Lúc này, ngoài trời sắc đã tối, bên ngoài đang tối dần, còn đội xe thì vẫn đang nhanh chóng đi tới phía trước mà không chú ý tới việc này. Vị huynh đài này chính là người mà trương lệnh đội trưởng nói tới sao đạo sĩ không chút khách khí hỏi ánh mắt liếc qua hàng lập nhìn một cái không sai chính là tài hà đạo trưởng là do trương huynh mời tới nhưng chỉ sợ thân thể tài hà sẽ làm cho đạo trưởng bỏ tay vì vậy cứ để cho tài hà tự mình tĩnh dưỡng vài tháng thì sẽ tự động khỏi thôi hàng lập bình tĩnh trả lời à nếu như các hà có thể tu luyện kim cương quyết tới tầng thứ ba thì thần thông to lớn và cũng không thấp hơn tài hà. Nhưng tu tiên giả cùng với luyện thể sĩ các ngươi có chút bất đồng. Nói không chừng, bần đạo cũng có biện pháp đây. Vì vậy ngươi sẽ không cần phải nằm một chỗ lâu tới vài tháng đâu. Nam kỳ tự không quan tâm tới lời nói đó, mà lại khinh đạm trả lời. Hàng lập nghe vậy, trên mặt hiện lộ ra một tia dị biến. Mặc dù thần niệm của hắn không cách nào phong xuất ra ngoài cơ thể để kiểm tra tu vi của đối phương, nhưng với khoảng cách gần như vậy thần niệm của hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được vị đạo sĩ trước mặt mình chính là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ khi còn ở nhân giới thì bất kỳ là ai một khi tiến vào tu tuyên giới đều có một loại cảm giác đó là đều xem phàm nhân là những gấp dưới cho dù người đó là luyện khí kỳ thì cũng có cảm giác như vậy nhưng khi tiếp xúc với một vị đạo sĩ có chút cơ kỳ tu vi ở linh giới, thì thấy hắn rất là khách khí khi nói chuyện với một người là phạm nhân như mình. Điều này, Hàng Lập thật sự không bao giờ dám nghĩ tới, và cũng là có cảm giác là lạ. Xem ra, đúng như những gì mà phần thân của Thiên Làng Thanh Thu nói, thì lực lượng của phạm nhân ở linh giới không đơn giản. Thậm chí, ngay cả tông môn tu sĩ cũng không dám khinh thường. Trong lòng tự đánh giá như vậy, trên mặt Hàng Lập hiện ra nụ cười khách khi nói. Nếu đạo trưởng đã nói như vậy, vậy thì làm phiền người. Nam kỳ tử thấy hàng lập đồng ý thì lộ vẻ tươi cười, sau đó vươn tay một cái. Trên cổ tay áo xuất hiện ra một cây viên hoàng màu xanh nhạt, còn tay kia thì đưa tới viên hoàng, rồi trong tay xuất hiện ra một cây kính đồng màu vàng. Thấy như vậy, trong lòng hàng lập nhất động. Cái này dường như cũng là một cái trữ vật pháp khí, nhưng rõ ràng là tốt hơn nhiều so với túi trữ vật một tên luyện khí kỳ tu sĩ mà có được đồ vật như vậy. Thì ra những đồ vật này là vật thông dụng ở linh giới. Có thể nói hơn một phần nửa tu sĩ ở linh giới không có sử dụng tới. Túi trữ vật của hắn có cất một cái nguyên anh tán đi và hai viên diệt tiền lôi thì hắn đã lấy ra giấu trên người. Còn tất cả những bảo vật khác hắn đều bỏ vôi những túi khác và đem chung chúng cùng với mấy túi linh thú sâu hơn 10 trường dưới đất. Vì để an toàn, hắn đã cố ý đem mấy túi linh thú để lại, nhưng đã mở túi ra và ra lệnh cho phệ kim trùng, lục giật xương công và đệ hồn thú trông coi mấy túi trữ vật này. Còn con thổ giáp long lúc trước, hắn đã để lại cho nam cung uyển ở hà giới mà không có đem tới linh giới này. Lúc này trên người hắn, ngoài trừ có một cái có khả năng hóa vô hình là hóa linh phù cùng với phá diệt pháp mục là không ai nhìn thấy còn tất cả các thứ như hư thiên định cùng với 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm, hắn đều để lại bên trong sa mạc. Bởi hiện tại, hắn không cách nào khu sự được pháp lực, nên nếu như mang theo nhiều loại trọng bạo như vậy, thì thật sự là mang họa sát thân. Hắn cần phải chờ tới khi nào có thể hồi phục được pháp lực thì sẽ trở lại nơi này để lấy lại mấy loại bảo vật này. Hơn nữa ở trong sa mạc hoang vu như vậy và được linh trùng canh dự thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra còn cái bình nhỏ thần bí màu xanh biết kia sau khi suy xét một hồi lâu cuối cùng hắn cũng đem nó giữ theo bên mình cái bình nhỏ bình thường này nếu như bị người khác thấy thì cũng người đó là vật bình thường mà thôi trong đầu Hàng lập suy nghĩ lướt nhanh qua như vậy cho xong cuối cùng thì có một đoạn thanh quang từ trên kính bắn ra đem phân nửa người trên của Hàng lập bao lại hai mắt của nam kỳ tử nhẹ nhàng nhắm lại thông qua cái pháp khí cầm trong tay cảm ứng được điều gì. Sau đó trên mặt của vị trúc cơ kỳ tu sĩ này hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đợi một lúc rồi mở mắt ra, với dáng vẻ kỳ quái dò xét hàng lập. Như thế nào? Đạo trưởng có phát hiện ra điều gì khác lạ không? Hàng lập bất động thành sắc hỏi. Thí chủ thật sự là hiểu bản thân mình. Phân nửa hạ thể thật là tốt. Nhưng hơn phân nửa nội kinh phương trong cơ thể của hàng thí chủ đã bị vỡ nát xem ra thì kim cương quyết còn không có quan chú đủ linh khí, hơn nữa không có đàn dược phù trợ, vì vậy có chút thiếu hụt. Thân thể của nhân tộc chúng ta không thể so sánh được với yêu tộc yêu thú mà thân thể trời sinh mạnh mẽ. Vì vậy tu luyện có chút sai lầm thì sẽ tự hủy hoại đi chính mình. Cũng may là thí chủ dường như đã lĩnh ngộ ra điều gì nên kinh mạch bị vỡ tan không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng mà thương tổn như thế có thể cũng không được hoàn toàn sửa chữa. Mà ta cũng không có được loại đan dược nào thích hợp để giúp cho thí chủ. Duy có một việc là có thể cho thí chủ vài tấm thanh tâm phù để giảm bớt sự thống khổ của bản thân. Nam kỳ tự thở dài ra một hơi, cười khổ rồi nói. Vậy thì thật là làm phiền. Hàng lập mỉm cười nói. À, nếu Nam kỳ tự tiền sư đã xem qua, thì là phu xem qua cũng như vậy nhưng mà cũng không sao. Phụ thí chủ thật là khiêm nhường. Phụ sự gia truyền huyền thiên cựu là kim châm thái sinh, được rất nhiều người biết tới, mà luôn cả những vị tu tiên đồng đạo đều biết tiếng. Bận đạo cũng đã nghe danh từ lâu. Đạo sĩ lại khách khí hướng lão già nói. Tại hạ chỉ là một đệ tử của phù gia mà thôi. Vì vậy chỉ biết chút ít về huyền thiên kim châm thuật mà thôi. Đạo trưởng thật quá xem trọng ta. Lão già ao trắng lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý. Nam kỳ tử cười cười rồi không nói thêm một lời mà cử động thân thể. Lão già áo trắng tiến lên một bước tới trước mặt hàng lập. Đưa tay nắm lấy cổ tay của hàng lập, còn tay kia thì vùng lên. Lập tức có mấy đạo kim ti sẽ gió bay ra. Bụt, một tiếng truyền đến người của hàng lập. Một số cây kim châm màu vàng cắm vào trong người hắn. Nguyên bản là không thể nhúc nhích chút nào. Giờ bỗng nhiên hàng lập lại có thể tự động ngồi được nhưng cả thân thể hắn giống như một khúc gỗ cứng ngắc không linh hoạt được. Liệu nhi, các người lấy ngay một cây gối kê ra phía sau lưng của hắn để cho hắn ngồi vững lại. Lão già không chút hoang mang, hương cây thiếu nữ áo lam nói. Tuân mệnh lão phù, hương nhi, mau đi lấy chăn gối của chúng ta để cho hàng công tử dùng. Thiếu nữ áo lam nhanh chóng đáp ứng rồi quay lại phân phó. Vị hương nhi thủy sam nghe vậy, liền ngẩn ra, tỏ vẻ khó khăn nhưng vẫn đáp ứng một tiếng rồi đi ra khỏi thùng xe. thừa cơ hội này, lão già áo bào trắng liền đi tới ngồi bên cạnh Hàng Lập rồi khép hai mắt lại, rùng đùi tỏ vẻ rất hài lòng. Hàng Lập nhìn lão già không nói một lời. Hắn cảm ứng được một khí lưu yếu ớt đang ở trong cơ thể hắn, bắt đầu phần tán chạy đi khắp nơi, có mà như không. Nếu thần thức của hắn không phải vô cùng cường đại, với lại hắn hiểu biết rất rõ cơ thể mình như lòng bàn tay, thì thật sự không cảm giác được việc này. Lão già dường như cảm ứng được, Hàng Lập đang nhìn mình rất kỹ, thì thoáng nhìn liếc lại. Vừa lúc thấy được ánh mắt đối phương lộ ra vẻ như muốn cười mà lại không cười, nên làm cho hắn không khỏi ngẩn ra. Lúc này vị hương nhi kia đã ôm tới một đấm chăn mền bằng lụa trở vào bên trong thùng xe và không cần chờ lão già phân phó đã tự động đem chăn mền đặt tới sau lưng hàng lập. Hàng lập nghiêng nửa người dựa vào đống chăn bên này thì chờ người được một mùi thơm ngát và miệng thì lên tiếng cảm ơn cô ta. Thủy sàm thiếu nữ thì lại nhàn nhạt lên tiếng hồi đáp. Hàng lập liền lơ đệnh chú ý hành động của lão dạ này. Lúc này, phụ lão đang tay hư không, vùng lên, lập tức trong tay liền xuất hiện ra một đám kim châm mà chúng tương đối dài một chút. Lão dạ dùng hai ngón tay thuần thuộc, đem đám kim châm này cầm lại cho đúng sau một hồi lâu, mấy mờ hồ vùng cánh tay lên, giống như là nhanh chóng tạo ra vô số kim mang, chợt đem thân thể của Hàng Lập bao vây vào bên trong. Hàng Lập chỉ cảm thấy vô số vị trí trên người mình chợt lạnh đi, dĩ nhiên là bị những kim châm này đâm vào. Rồi một lúc sau, một cảm giác tê dại truyền ra khắp người từ tứ chi cho tới đỉnh đầu của Hàng Lập. Thoáng qua một lúc, hắn chậm rãi đem hai tay đưa ra một tiếng thở dài hát ra từ trong xe, chẳng những làm cho vẻ mặt của bốn vị thiếu nữ hiện ra vẻ khâm phục, mà ngay cả ánh mắt của nam kỳ tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bội phục phụ sự, kiềm trầm thuận thật đúng là cực kỳ kỳ diệu. Đạo sĩ cười khẽ nói, không có gì, chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi, ta chỉ tạm thời khôi phục một chút năng lực hoạt động của ngươi. Nhưng mà không thể làm cho người sử dụng khí lực mình bởi vì kinh mạch trong cơ thể ngươi dường như đã bị vỡ nát rất nhiều. Lão già áo bào trắng nghiêm nghị hướng tới hàng lập dàn dò. Đa tạ phù lão. Hàng lập thấy 10 đầu ngón tay của mình có thể hoạt động được, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kim châm thuật, khi còn ở nhân giới, hắn cũng đã đồng dạng học qua và cũng tự nhận thấy mình có chút bản lĩnh. Nhưng hôm nay thấy được vị phù lão này ra tay, thì hắn mới biết thật sự là hắn còn yêu kém rất nhiều thế gian này còn có người chỉ nhờ kim châm thuật mà có thể tạo ra sự kỳ diệu này đúng là hiếm thấy. Nhưng sau khi nghe lão giả này nói sau những lời này, trong lòng hắn liền lo sợ. Lão già áo bào trắng vừa nhìn thấy hạng lập, có thể cử động được, không có vấn đề gì, thì đang tay lại hướng tới người của hạng lập đâm tới. Kim mang chợt lóe lên, rồi từ kim châm từ trên người hạng lập, bắn ra bay ngược trở về rồi tay áo của vị lão già rung lên, toàn bộ thu hết đám kim châm này vào bên trong. Hàng lập hoạt động một chân rồi hai chân, sau đó thử đứng lên, rồi cẩn thận đi tới vài bước. Lão Phu chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, để cho hoàn toàn hồi phục thì phải dựa vào chính người. Lão Phu cũng có chuyện phải làm, vì vậy không thể nào ở đây lâu được. Lão già áo trắng liền lập tức lên tiếng rời đi. Nam kỳ tử nghe vậy Gật đầu rồi cùng lấy từ trên người ra mây tấm phù truyền, cầm ở trên tay. Tất cả đều hóa thành một đoàn thanh mang nhập vào trong người hàng lộng. Vị trúc cơ kỳ tu sĩ này cũng đồng dạng lên tiếng rời đi. Vì vậy bốn vị thiếu nữ liền đem hai người này ra khỏi thùng xe rồi mới đóng cửa lại. Lúc này hàng lộng ngồi trên ghế, hai mắt khép lại, dường như đang kiểm tra dò xét sự hiệu quả của mây tấm phù truyền nọ. Hàng đại ca, người thật sự đã tu luyện kim cường quyết tới tầng thứ ba rồi ư? Mấy vị thiếu nữ quay lại thùng xe nhìn nhau Rồi lại tới nhìn hắn Rồi về liệu nhi Vị thiếu nữ vần áo lam đột nhiên cười cười hỏi Hàng mộ chỉ là may mắn luyện thành mà thôi Mị mắt của hàng lập nhìn qua cô ta một cái Từ chối cho ý kiến trả lời hạng à, Hàng đại ca Niên kỵ chưa tới 38 Mà đã luyện kim cương quyết đến cảnh giới như vậy Không trách là được trương lệnh đội coi trọng Liệu Nhi như cười như không hỏi Liệu Nhi cô nương quá khen Tại hạ mặc dù đã ký huyết chú vàng Thư Nhưng cũng không rõ lắm về thiên đồng thương hào Không biết cô nương có thể giới thiệu với tại hạ đôi chút được không Hàng lập mỉm cười đáp à, xem ra hàng đại ca Không phải là người của thiên nguyên cảnh chúng ta rồi Nếu không sẽ không hỏi như vậy Liệu Nhi lưu động sóng mắt che miệng cười rộ Chẳng lẽ tại đây thiên đồng thương hào rất nổi danh Ánh mắt hàng lập lóe lên bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nội danh, hạng đại ca quả là thích nói đùa. Hiệu buôn của chúng ta là một trong ba hiệu buôn lớn nhất thiên nguyên cảnh. Hơn 100 thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta. Tổng bộ thậm chí còn đặt tại thiên nguyên thánh thành. Làm sao thiếu nữ hơi nhết miệng, bộ dáng có chút tự đắc. Nhưng tiếc là những điều này đối với một kẻ vừa phi thăng linh giới như hàng lập là căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn cảm giác Thượng bách thành thị cũng không lớn lắm tùy tiện tìm một quốc gia tại nhân giới cũng đủ hơn xa những thành thị này. Nhưng nhìn bộ dáng đắc ý của nàng thì thật không biết nha đầu này là ít ngồi đa giếng hay quả thật tình hình linh giới và nhân giới không hoàn toàn giống nhau. Hàng lập tuy có chút kỳ quái nhưng không lộ vẻ khác thường, ngược lại giả vờ không biết, gật đầu. À, hiệu buồn của chúng ta thật không phải là nhỏ. Bất quá vừa rồi ta có nghe mấy cô nương nói, hiện tại xa đội đi an viện thành không biết thành thị này tại địa phương nào các nơi đây bà nhiều ngày lộ trình ê người cũng thật là còn dám nghe lén tỉ mùi ta nói chuyện ư hồng sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cười hi hi hạng lập ho nhẹ một tiếng có chút bỏ tay mấy nhà đầu này lúc nãy đàm luận thanh âm lớn như vậy muốn không nghe cũng không được ê thuyền nhi à không được vô lệ hàng đại ca xin đừng phiền thuyền nhi chỉ là tuổi nhỏ thích đùa giận thật sự không có ác ý gì làm sam thiếu nữ khiển trách hồng sam thiếu nữ một câu rồi quay sang hàng lập nói nàng cảm nhận được hàng lập tuy chỉ mới gia nhập thiên đông thương hào nhưng trẻ tuổi như vậy mà đã có một thân luyện thể thuật cao minh khẳng định sau này sẽ được hiệu buôn trọng dụng nàng hiển nhiên không muốn mất lòng hắn lúc này hàng lập mỉm cười đang muốn mở miệng đáp lời đột nhiên thùng xe đập một cái cử quy đã ngừng lại lần này làm sam thiếu nữ ngẩn ra nhưng cũng kịp phản ứng vương bá à chuyện gì vậy phía trước xích lên tước phát hiện một đám sa trùng thú tự hồ đang theo dõi xa đội lão già dạ đánh xe hồi đáp chỉ là một đám sa trùng thú phải vài người tới đuổi là được rồi tại sao phải khiến toàn xa đội ngừng lại chúng ta vốn đã chậm trễ lịch trên rồi làm sao thiếu nữ có chút bất mạng nhưng trong đám này có một con yêu trùng đã mở một ít linh trí nếu không lập tức tiêu diệt nó chị sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn lão già cười khổ. Đề giai trùng yêu, quả thật là có chút khó giải quyết. Bớt quá hộ phách quyết của trương lệnh cũng đã luyện tới tầng thứ năm, phối hợp với kim oanh kiếm do phụ nhân ban tặng, hẳn được phó với chúng cũng không thành vấn đề. Làm sao thiếu nữ không cần suy nghĩ trả lời. Liệu gì cô nương nói không sai, chỉ là bên cạnh đám trùng yêu này còn có một vài trùng thu biến dị. Bọn trương lệnh đều ưng phó, sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Lão giả lại chần chừ đáp biến dị trùng thú, quả là thật nguy hiểm nhưng trong xa đội không phải cùng có nam kỳ tự đạo trưởng và vài tên tu tiên giả dạ sao để bọn họ cho thủ hạ ra tay đi làm sam thiếu nữ đánh giá tình hình thành ông cũng hòa hoạn ờ à, trường lĩnh đã cầu qua nhưng lại bị cự tuyệt đám người đạo trưởng đều xuất thân từ cầu lù sơn nếu đám trùng thú không chủ động công kích bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không ra tay lão già thở dài à, thật là phiền phức ta cũng đã nói qua, không cần thuê bọn tu sĩ cậu lụ sơn mà, bọn họ chịu nhiều quy củ hạn chế quá đi. Hồng Sam thấy nữ nhíu mũi, có chút không cao hứng. Cũng không trách được bọn họ, cậu lụ sơn nguyên bổn là tu luyện khu trùng thần thông, đối phó với các yêu thú khác thì không sao, nhưng gặp phải yêu trùng thì cũng không tốt lắm. Như vậy đi, phụ nhân lúc trước đã giao cho ta vật này, nay ta xem nó xuất ra trợ giúp trương lệnh đội một tay. Người đi trước báo cho hắn một tiếng, ta lập tức ra ngay. Liệu Nhi trầm mặt một lúc, thần sắc ngưng trọng. Vậy thì quá tốt, vật ấy đối phó với đám trùng thú này, quả là không có vấn đề. Lão giả nghe lời ấy tự hồ an tâm không ít. Liệu Nhi tỉ tỉ, ngươi quả thật muốn dùng vợ kia sao? Vạn nhất cái gì xảy ra, phu nhân sẽ trách phạt đó. Hương Nhi có chút lo lắng nói. Không sao đâu, vợ kia đã được phu nhân thuần hóa nhiều năm như vậy rồi, cũng có chút linh tính đối phó cùng đề gia yêu thú sẽ không rơi xuống hạ phong. Dùng để đối phó với đám trùng thú này không thành vấn đề. Làm Sam thiếu nữ cười một tiếng, sau đó rời khỏi thùng xe. Ta có chút bất an, muốn ra ngoài xem một chút. Hồng Sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cắn môi, thân hình lóe lên cũng theo ra đằng sau. Hương Nhi cùng bạch Sam thiếu nữ còn lại, liếc mắt nhìn nhau cười khổ, sau đó cũng không nói gì thêm, cùng nhau bước ra. Trong nháy mắt, trong thùng xe chỉ còn lại một mình hàng lập. Hắn ngồi trên ghế nhìn cửa xe trước mặt, hạ mắt nhíu lại ra vẻ do dự. Một lát sau, một tiếng rông chói tai từ phù cận truyền đến, thành nầm mang đầy vẻ huyết tanh bạo ngược. Thần sắc hàng lập chợt động, chậm rãi đứng lên hướng về phía cửa xe. Nhẹ nhàng đẩy cửa, hàng lộc không chút hoang mang đứng trên cửa quy quan sát tình hình. Trên không trung, bảy đạo nguyệt quang sáng tỏ khiến hắn trông rất rõ ràng toàn xa đổi uống lượng khúc chiết dài hơn dòng Cứ cách mỗi đoàn sẽ có một con cự quy chốt lại, cả đoàn có tầm 30 con. Trên lưng đại bộ phận cự quy đều căn phòng, toàn bộ là các rương hàng không nhỏ. Mà bên cạnh mỗi con cự quy lại có bốn năm người mặc khôi giáp, tay cầm binh khí. Đồng thời ở hai bên còn có cự lan kỳ sĩ tuần tra qua lại, đề phòng vô cùng nghiêm mật. Nhưng phía xa lại có một con cự quy khiến hàng lập hứng thú. Tại bên cạnh con cự quy kia có một nhóm đồng vây quanh, trong đó có nam kỳ tử, đại hán mặt sẹo cùng với bốn cô nương liệu nhi đều đứng ở đó. Ở giữa đám người có một con vật, cao đến hai trường, đang bị một đoàn hát quang bao lấy, từ bên trong truyền ra tiếng thu rống trầm thấp. Hát quang này là một tấm lụa phù vang thiệm động, hiện nhiên là một kiện đề dài pháp khí. Lúc này chỉ lấy làm sam nữ tử, cầm một kiện lệnh bài trong tay, từ đó xuất ra từng mạnh lam hà, linh mục của hàng lập sau khi được tẩy bằng linh dịch thì cho dù đứng cách xa nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang tất. liếc mắt một cái là nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu bích lục trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập lòe phát sáng nhìn tới đây thần sắc hàng lập khẽ động dường như nghĩ đến việc gì xem ra thứ này chính là linh cụ từ hồ là dùng một kiện đồ vật kết phát linh lực trong linh thạch để phạm nhân sử dụng hơn nữa một khi linh khí trong linh thạch hao hết thì linh cụ này cũng không thể sử dụng. Hàng Lập đang phán đoán thì tấm vải lụa đen kia sau khi hấp thụ đủ làm quan thì đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán. Bên trong hiện ra một cái lồng tên mỹ màu bạc. Trong lồng đang nhốt một con quái thú hồng sắc thân hộ. Hội thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ da lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì lão hộ bình thường. Chỉ là mọi người bốn phía khi nhìn vào mắt con thú này có chút sợ hãi. Còn thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều người như vậy thì hùng quang trong mắt chợt lóe, cả người tông mạnh vào lồng khiến cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên, quàng mang tán loạn. Mấy người đứng gần đó biến sắc, liên tiếp lùi về đằng sau hai bước. Làm sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chắc lệnh bài trong tay, nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mang xinh hồng sắc. Cũng quả là kỳ lạ, hộ thủ kia sau khi nhìn thấy hồng quang thì sự hùng hăng lúc trước tiêu tan hết lập tức ngoan ngoãn phục xuống ở yên trong lòng nhìn thấy cảnh này trường khuê và những người khác mới bắt đầu buông lỏng đúng lúc này từ trên không trung truyền lại tiếng chim hót lạnh lót khi nhanh khi chậm dường như truyền lại tin tức gì tốc độ của đám trùng này đang gia tăng chúng đã về quanh đây tất cả chuẩn bị chiến đấu đem hàng hóa gom vào một khu vực chỉ phòng thủ không cần chủ động tấn công Chờ mọi người chúng ta giết chết hết đám đề gia yêu trùng kia là được rồi. Đám trùng này không hề có linh trí. Chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi. Trường khuê căng thẳng, vội vàng hét lớn một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cả đoàn xe trở nên xôn xao. Bộ phận ở giữa không hề động. Cử quy chở hàng hóa phía trước và mặt sau tập trung hết tại trung tâm. Đám vệ sĩ cũng đã lấy ra binh khí của mình cử lan kỳ sĩ sì ở hai phía cũng nhanh chóng tụ tập lại tại trung tâm. Mà làm sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh. Một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hộ thú ra. Hàng tiểu ca, thân thể người chưa hồi phục, hãy trở về trong xe. Xe này được làm từ thiết mộc không lo đám sao trùng thú kia tấn công, sẽ an toàn hơn. Lão giả đánh xe quay đầu lại, khẽ cười nói với hàng lộc Đà tạ y tốt của lão trường, nhưng tại hạ chưa từng nhìn thấy sa trùng thú nên muốn quan sát một chút xem qua bộ dạng của chúng như thế nào nếu thật sự nguy hiểm thì ta sẽ trở lại trong xe hạng lộc khẽ cười nhẹ nhàng trả lời nếu như hạng tiểu ca nói như vậy thì tiểu lão nhi cũng không cần phải nhiều lời khuyên dạy sau đó lão già này chỉ cười lên hắc hắc rồi không nói gì thêm Hàng Lập đứng trên lưng cửu quy, đưa mắt nhìn ra bốn phía lần nữa, rồi cũng không nói thêm lời nào. Hiện tại cửu quy dưới chân Hàng Lập đã đi quá xa vị trí trung tâm, nên giờ không chạy đi nữa, mà đã quay lại chạy ngược về phía những chiếc quy xa khác mà để nhập bọn vào. Không bao lâu sau đó, hơn ba mươi mấy con cửu quy này đã tạo thành một tầng phòng ngự đơn giản. Còn những vị kỳ sĩ cởi cừu lan thì cũng tụ tập lại với nhau khoảng chừng sáu bảy mươi người, liền triển khai ra phòng ngự. Ngoài trừ vì đại hán mặt sẹo và vì thiếu nữ vận áo sam cũng đang trà trộn lẫn trong đó. Còn bên người thì còn có xuất hiện ra hai con hổ huyết màu hồng. Xa xa, tiếng chim kêu càng lúc càng khẩn cấp hơn. Hơn nửa đám chim nhỏ màu hồng đó ở trên không trung bay liền lung tung và kêu la in ỏi càng lúc càng rối. Lúc này, đại hán mặt sẹo sắc khí đằng đằng quát to lên một tiếng. Chuẩn bị ứng chiến toàn bộ cử quy đều hạ xuống làm phòng ngự. Cùng với âm thanh này vừa dứt, thì trên cử quy, tất cả các xa phu đều lấy roi quất vào đầu của mấy con cử quy, làm cho chúng nó nhào nhào lên, rồi chậm rãi phụ phục nằm xuống, tất cả rút đầu và tứ chi vào trong mai của nó. Lúc này tất cả quy sát, trông giống như những tảng đá xanh khổng lồ, chẳng ngàn phía trước. Từ phía xa xa, cũng truyền đến những âm thanh chấn động trên mặt đất từng đám bụi màu vàng to lớn cuồn cuồn xoan tới, làm cho mọi người không biết bên trong đó là những cái gì. Đại hán mặt sèo trầm ngâm không nói, mà chỉ vùng hai tay lên. Tất cả các kỵ sĩ im lặng, rồi cầm lan nhà bổng trong tay, vùng lên chuẩn bị nghênh chiến. Quả đó thấy rõ bọn họ đã được huấn luyện rất tốt. Thấy vậy, trên mặt của hạng lập hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, sau đó càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn khi hắn thấy được. Bỗng nhiên, đại hán mặt sẹo một tay vùng lên, đem một khỏa bích lục đàng hoàng cho vào trong miệng của mình, rồi lập tức hít sáo to lên một tiếng. Trên người hoàng quang vận chuyển liên tục, từ trên mặt ra tới cánh tay, đều tạo thành một tầng hoàng mau đồng tử tinh tế, rồi biến thành một màu bích lục âm trầm. Sau đó hai chân của hắn thúc vào dưới bụng của cừu lan mà hắn đang cưỡi, làm cho nó gầm lên một tiếng nhẹ, sau đó phóng nhanh lên phía trước như một mũi tên. Còn phía sau, những tên kỳ sĩ khác thấy đại hán mặt sẹo biến đổi như vậy, cũng liền vận chuyển công pháp của chính mình. Lúc này các loại màu sắc khác nhau hiện ra chớp đồng không thôi, và cũng ra vẻ không chút sợ hãi, chạy theo vị đại hán này. Hơn 10 vị đại hán chạy trước, nghênh chiến, xông vào trong đám bụi màu vàng đầu tiên. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ người này là yêu tộc hóa thành hay sao? Việc này thật sự không thể được bởi yêu tộc môn hóa thân thì cũng cần là sơ hình hóa hình yêu thú mới được. Còn người này chắc chắn không thể nào giống như cao gia yêu thú được. Hơn nữa nhìn những người khác đang đứng chung với đại hán mặt sẹo, thầy hắn như vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Xem ra, việc biến hình như thế này ở linh giới cũng là việc bình thường. Vì vậy có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu từ từ linh giới thôi. Bất kể là việc biến hình kỳ dị này của đại hán mặt sẹo, còn có những loại linh cụ, bởi khi còn ở nhân giới hắn chưa từng nghe qua. Hàng lập cơ chút ngơ ngẩn, tâm niệm liền xác định rõ một việc là nhân giới hoàn toàn thua xa so với linh giới này. Lúc này đại hán mặt sèo mang theo một đám kỳ sĩ đi ra phía trước đội xe khoảng mấy trăm trường, rồi tất cả tiến vào trong đám bụi màu vàng. Sau đó lập tức các tiếng kêu la va chạm vang lên truyền tới. Sau một tiếng kêu rống vang lên thì đám bụi vàng đó dừng lại một chút rồi lại hướng tới đội xe mà đi tới trong nhảy mắt đám bụi vàng đó đã đi tới gần đồi xe mà bên trong đó dường như đang ẩn giấu thứ gì giết không biết ai là người hô to lên tiếng này nhưng liền lập tức các tay cùng tiện nọ các thứ sử dụng các loại vũ khí tấn công từ xa vùng lên chuẩn bị chiến đấu một đám mười tên từ trong xa đồi bắn nhanh ra bụp bụp một loạt âm thanh vang lên từ bên trong đám bụi màu vàng lúc này đám bụi màu vàng hơi dừng lại một chút nhưng rồi tiếp tục quay cuồng bên trong ẩn hiện vài cái bóng đen hung tợn. Thì ra, đó là những con cự trùng màu vàng, hình thể cao khoảng một trường. Một con cự trùng với cái đầu dẹp và một cái miệng khổng lồ, còn hai bên mép thì có hai vòi xúc tu, không ngừng đung đưa trông rất hung ác. Đây gọi là sa trùng thú. Hàng Lập thấy vậy, thần sắc không thay đổi chút nào. Nhớ lại năm xưa khi còn ở loạn tinh hải, hắn đã từng tiêu diệt rất nhiều yêu thú, so ra còn hung tợn hơn những con này nhiều vì vậy mấy con thú này hắn thật sự không để vào trong mắt. Vừa thấy mấy con cự trùng này hiện hình ra như vậy, thì ngay lập tức nghe thấy hơn 10 mũi tên hàng quang chợt lóe, xe gió lao nhanh tới phía trước, hướng tới mấy con cự trùng này mà bắn. Nhưng duy nhất chỉ có một mũi tên bắn thẳng vào trong miệng của con cự trùng, làm cho nó ngã xuống, còn những con khác thì máu me đầy mình. Nhưng điều đó không làm cho nó hoảng sợ, mà lại kích phát tính hung tợn của nó nhiều hơn, và chúng nó nhảy dựng lên, chụp tới một con cự quy gần nhất. Ở trên đó có bốn tên thủ vệ cũng không hoảng sợ, mà vùng đào kiếm lên, hạng quan chấp động không chút lưu tình, chém thẳng xuống. Tất nhiên, bọn họ đã tu luyện được một loại công pháp đặc thù nào đó. Mặc dù không thể chém mấy con côn trùng này ra làm hai đoạn, nhưng cũng tạo ra những vết thương rất sâu. Những vết thương lớn làm cũng đã cho đám côn trùng này từ trên không trung rớt thẳng xuống đất. Trong lúc này trên mặt đất đã có mấy con cử trùng đang dạy dù rất mạnh, cho thấy chúng bị thương rất nặng. Nhưng từ trong đám bụi vàng, đám cử trùng lại lao ra khẩm dứt, trong nháy mắt đã đem cả đội xe bao vào bên trong. Rồi một hồi đại chiến lại diễn ra, tiếng hồ la rồi tiếng binh khí va chạm nhau nghe chói tai, rồi hàng quang tiền huyết phun ra khắp nơi. Hạng lập ở bên trong vòng phòng ngự của quỳ xa đội, thì hắn chỉ thấy có hắn và một lão giả mà thôi, còn những người khác cùng với ba vị thiếu nữ đã đi đâu mất không thấy. Như vậy tạm thời không ảnh hưởng đến hàng nguy của mình, nên hàng lập toàn tâm toàn ý để y tới bốn phí cô Trần Đại Chiến. Chỉ nhìn qua một chút thì chân mày của hắn liền nhíu lại. Còn như tên lão già phù xe này, nói bởi những con sa trùng này hình thể quá lớn, vì vậy những con cự trùng khi đi tới gần quy sát thì không còn sức để mà tiến tới, cho nên cũng vừa lúc để cho những tên thủ vệ này chém giết. Như vậy lúc mới bắt đầu thì những tên thù vệ này chiếm thượng phong. Nhưng giờ đây, số lượng cử trùng quá lớn, hơn nửa giờ từ trong đám bụi vàng còn chưa tan đi nên không thể nào biết được rõ ràng số lượng của bọn chúng là bao nhiêu. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn này mà có tới khoảng 300 con cử trùng đi ra rồi. Những con cử trùng này mặc dù cử động chậm chạp vụng về, nhưng được cái là da thịt của chúng dày. Vì vậy cho dù bị chém khoảng 10 nhát, nhưng nếu không trúng chỗ hiểm thì cũng không thành vấn đề đối với chúng. Mà hiện tại, cự trùng đi ra ngày càng nhiều, dù cho phòng ngự vững chắc, nhưng cũng để lọt vài con đi tới chỗ quy sát, trực tiếp tấn công mấy tên thủ vệ. Trên quỳ xa, những tên thủ vệ dần dần rơi vào thế bị động. Trong lúc nhất thời không kịp tránh né, bị chúng cắn một phát liền mất đi một cánh tay, hoặc từ phía sau căng tới thì đi luôn cả cái đầu. Mà một khi những con cự trùng này nhảy lên được cự quy, nó hút qua hai bên, bản thân chúng trở thành một kiện vũ khí cực kỳ lợi hại. Tình hình của cả đội xe từ từ chuyển biến xấu dần đi. Còn chỗ phòng ngự bên trong an toàn duy nhất chính là nơi trung tâm, chỗ con cự quy mà hàng lập đang ngồi dưới chân. Ánh mắt của hắn chớp đồng, nhìn một hồi, rồi quay đầu nhìn tới phía một chiếc quy xa ở gần đó. Vừa rồi hắn mới nhìn được nam kỳ tự, cùng với vài tên tu sĩ đi vào trong đó. Nếu như còn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang cùng nhau diệt sát mấy con cự trùng này thì dễ dàng rồi. Mặc dù giết đi những con cự trùng không phải là việc khó, nhưng những tên tu sĩ này vẫn không có ý định xuất thủ chút nào. Đuôi lòng mày của hàng lậm nhíu lại, rồi ngồi im lặng không làm gì. Lúc này, có khoảng hơn 20 tên thủ vệ bị chết hoặc bị thương dưới tay của mấy con cự trùng này. Còn hầu hết những tên thủ vệ khác thì cũng đang mệt mỏi, huy động vũ khí chống đỡ. Rồi nhân số bị thương ngày càng nhiều hơn. Xem ra, nếu như vị đại hán mặt sẹo và những tên kỳ sĩ này không có chuẩn bị trước ra tay đánh chết mấy con cừu trùng này, thì có lẽ số thương vong còn nhiều hơn. với chính mình thì hạng lập cũng không có chút nào lo lắng. Mặc dù hắn không thể nào thi triển ra pháp thuật, hơn nữa kinh mạch cũng không có chữa trị hoàn toàn nhưng mà thân thể của hắn đã luyện tới tầng thứ tư minh vương quyết thì cho dù bị cử trùng căng xé thì cũng không hao tổn chút nào hơn nữa ngoài thứ đó ra thì trên người hắn còn có một quả diệt tiên châu nếu như xuất kỳ bất ý thì ngay cả hóa thần kỳ yêu tu cũng phải bị thương nặng có những thứ này đảm bảo vì vậy hắn mới thong dong ở chỗ này lặng lẽ theo dõi không tốt dường như hương tỷ tỷ có chút không an ổn chúng ta cần phải nhanh chóng động thủ thôi âm thanh của thiếu nữ áo xanh vang lên từ phía sau. Thần sắc của hàng lập bất động, chậm rãi quay lại nhìn. Chỉ thấy phía trên cử quy ở phía sau, hường nhi một trong ba vị thiếu nữ này không biết xuất hiện ra lúc nào. Còn trong tay ba người bọn họ thì cầm ba cái tiểu kỳ, còn vị thiếu nữ ít tuổi nhất vận hồng sam thì vẻ mặt lo âu hiện ra rất rõ. Không sao, vẫn còn kịp lúc, chúng ta hãy nhanh chóng bố trí tiểu hồi xuân trần, mặc dù không có liệu nhi tỷ tỷ nhưng cũng có thể chống đỡ được một lúc thủy sàm thiếu nữ trong miệng vừa nói lập tức ba người liền vội vàng chuẩn bị rồi lấy từ trong người ra mỗi người một cái giống như một khăn tay đưa ra phía trước mặt rồi hợp lại với nhau tạo thành một cái đại trần pháp đồ từ phía xa trên mặt hàng lập hiện ra dị sắc lúc này ba cô gái cùng đồng thời đưa ba cái tiểu kỳ ra hướng tới thủ trạc trên cổ tay và trên đó cũng có một cái linh thạch trông cũng giống như cái trên tay của thiếu nữ áo sam. Ba vị thiếu nữ này trong miệng lẩm bẩm một chút, rồi thụ trạc cùng với tiểu kỳ, bắt đầu xuất hiện linh quang nhàn nhạt, từ trên cổ tay tùy thời tuôn ra, làm cho những cây tiểu kỳ cắm dưới đất, tạo thành những luồng linh khi yêu ớt ba động, tạo thành một mảnh bạch quang, hướng tới bốn phương tam hướng kịch liệt tán đi. Bạch quang chớp động hướng tới thủ vệ ở bốn phía đi tới, rồi nhập vào thân thể của bọn họ không thấy bóng dáng lập tức nhận tên thủ vệ này cảm thấy tinh thần đại chấn, chẳng những các biểu hiện mệt mỏi biến mất mà còn cho những loại vũ khí cầm ở tay có chút trầm trọng trì trệ, thì bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng huy động, tạo thành từng đoàn hàng quang, tiếp tục chém thẳng tới đám cử trùng, lần nữa lặp lại thế thường phong. Nhìn tới đây, khóe miệng hàng lập, nhếch ra, lộ ra một vẻ cười lạnh. Cái gì là tiểu hồi xuân trận? Rõ ràng, đây là nhân giới mà tông tình nguyên Trần được đơn giản hóa mà thôi. Pháp trận này mới nhìn thì thấy dường như làm cho cơ thể của con người mạnh mẽ lên và lực lượng vô cùng lớn trong một thời gian. Nhưng trên thực tế là chính nội tại bên trong cơ thể họ thì tình nguyên đã bị mất đi. Sau này thọ nguyên của họ sẽ bị giảm đi. Đừng xem chỉ có một chút thời gian phục hồi như vậy, nhưng thực tế đã cướp đi của bọn họ hết 3 năm thọ nguyên rồi. pháp trận ảnh hưởng đến thế cục ở đây. Xem ra nó vẫn còn có thể duy trì thêm một thời gian. Nên hiện tại, Hàng Lập không cần phải lo lắng có gì ngoài ý muốn xảy ra. Bỗng một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền đến tai của ba vị nữ tử. Thì ra gần đó từ dưới mặt đất, đột nhiên lao ra một con yêu thú, thân rắn, đầu người. Một con yêu xà màu vàng, mang khuôn mặt của một phụ nhân dữ tợn. Ở hai bên bình rắn, có hai cánh tay trắng noạn mọc ra. Hai bàn tay mỗi cái cầm một cái cốt màu dài vài thước, phía trên hắc khí bay lượn lập lờ. Đây đúng là hai kiện đề dài pháp khí. Còn yêu xà này vừa xuất hiện, chẳng những làm cho hạng lập ngẩn ra, mà còn làm cho bọn ba người hương nhi đang chủ trì pháp trận là càng thêm sợ hãi. Yêu xà mặt người vừa ngó qua, thấy được ba vị nữ tử này đang chủ trì pháp trận thì lại càng cười to. Không nói lời nào, hướng tới ba vị nữ tử này ở chỗ không xa. Hai tay huy động liên tục, lập tức có bà đạo điệu mang từ cốt mâu chợt lóe lên phun ra bắn thẳng tới ba vị nữ tử này Hương nhi một trong ba vị nữ tử này rất nhanh trí ngay khi thấy yêu xà từ xa liền khôi phục tâm trí bình thường tiếp tục nhanh chóng đi vào trong tiểu kỳ trận đồ phù phù vài tiếng vang lên phía trước ba vị nữ tử hiện ra từng đoàn linh hà đem bọn họ bảo hộ vào bên trong ngay khi đó hắc mang đã tiến tới đập vào màn hào quang ba tiến độ lớn diễn ra thì chỉ có hương nhi cùng với vị bạch sam thiếu nữ còn chống đỡ được mặc dù hào quang bị đánh khá mạnh nhưng vẫn còn duy trì chống đỡ được một kết này nhưng vì thiếu nữ hồng sam nhỏ tuổi nhất thì dù đã tự xuất ra thêm một tầng bảo hộ màu bạc cho chính mình nhưng khi bị hắc mang đánh trúng vẫn khiến cho thân hình của cô ta bị chấn động không tự chủ được bị bay về phía sau rời khỏi tầng hào quang bảo hộ hồng sam thiếu nữ sắc mặt biến đổi tái nhợt, thầm kêu không tốt. Thế nhưng cũng không thể nào không chế được bản thân mình. Còn yêu xà kia, hiện nhiên cũng thấy được tình hình như vậy. Lập tức đuôi rắn đập xuống mặt đất phía sau. Cả thân hình nhoáng lên, nhanh như chớp phong tới. Xuất hiện ở phía dưới hồng sam thiếu nữ. Một cái cốt màu xuất hiện không chút do dự đâm tới nàng ta. Còn hai vị nữ tử kia, miệng thét to kinh hoàng, nhưng căn bạn không thể nào cứu kịp. Mắt thấy vị nữ tử này bị cái cốt màu hóa thành một cái điều quang chuẩn bị xuyên thủng qua cơ thể. nhưng ngay vào lúc này thì một tiếng vàng chói tai như xe gió truyền đến, một vật màu trắng mờ hồ được lóe lên Đánh trúng một cách chuẩn xác vào phía trên của điều quang. bụt một tiếng cốt màu này sau khi bị đẩy ra xa nửa thước vẫn còn làm cho vị hầm sam thiếu nữ kia kinh hoàng. còn những người khác thì trên mặt các không còn giọt máu. nhân cơ hội này nàng ta cũng liền không chế thân thể, dùng hai chân hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất. Thì ra cái vật màu trắng mơ hồ đó lại là một hòn đá. Yêu xà thế vậy liền ngẩn ra, nhưng hai mắt hùng quang lại chớp lóe, còn cách tay kia lại cử động, đem cốt mâu còn lại lập tức phong tới. Nhưng ở chỗ gần đó tiếng xe gió lại vang lên, một cục đá khác lại bay đến, nhưng là một chỗ, là lần này cục đá đó không bay đến chỗ cốt mâu, mà lại bay thẳng tới đầu của con yêu xà kia mới vừa rồi cục đá cho thấy sự cực mạnh của mình nếu như là đánh trúng có lẽ cái đầu của yêu xà đã bị đánh nát đi rồi còn nếu không thì nó cũng bị chấn thương mạnh có thể hôn mê đi mặc dù trong lòng giận dữ nhưng yêu xà rơi vào đường cùng không dám làm gì hơn là chuyện cây cốt màu đó tới cạn cục đá lại một thanh âm va chạm nặng nề vang lên lúc này Yêu xạ cảm thấy một luồng cực đại truyền đến, không khỏi tự động lùi về sau mấy bước, rồi dần dữ quay đầu nhìn về cục đá đó bắn tới. Chỉ thấy ở gần đó, trên một chiếc quỳ xa, có một thanh niên đang đứng nhìn về phía này, trong tay còn đang cầm một cục đá khác, đang nhẹ nhàng xoay chuyển. Đúng là hàng lập. Vị hồng sam thiếu nữ này sớm đã di chuyển tới bên trong một cái quan hà của một vị nữ tử khác, rồi mới thở hắt ra một hơi yêu xà liên tiếp bị chọc phá hai lần, trong lòng bào khí tăng lên tới cực điểm. Đột nhiên nó há miệng, hướng tới ba vị nữ tử phùng ra khí độc tấn công. Nhưng vào lúc này từ phía xa, bên trong một chiếc quy xa, truyền đến một tiếng hừ lạnh của nam kỳ tử. Nghiệt súc, người dám. Cùng âm thanh truyền ra, từ trong thùng xe, một đạo bạch quang cũng được bắn ra, xoay một cái rồi phóng thẳng tới yêu xà chém xuống vật chém xuống này đúng là một cái tiểu kiếm trong suốt dài khoảng một tấc. Ngay khi hắc khí đang chuẩn bị phun ra, thì yêu xà thấy vậy sắc mặt đại biến. Còn lại một cái cốt màu đang cầm trong tay, hướng về phía chỗ chiếc xa quy, dùng sức ném đi. Còn thân thể của mình lúc này liền nhập vào trong các đá. Nó biết đã gặp phải cao thủ rồi, vì vậy cũng không dám giao thủ, mà liền thi triển đồn thuật để trốn đi. Còn cái cốt màu đó bắn ra là hướng tới hàng lập. Hiện nhiên lúc này con yêu xà thấy người phá hư chuyện tốt của mình nên trong lòng giận dữ. Hàng lập thấy cốt màu hóa thành một đào hát mang đang phong tới trước mặt. Trên mặt hiện ra một tia cười khổ, nhưng vẫn không ném ra cục đá cầm trong tay, đánh chặn lại cốt màu đang tiến tới, mà lại đứng im một chỗ không nhúc nhích. Kết quả là bụt một tiếng, cốt màu cưng răng đó va chạm với thân thể của hàng lập một cái làm cho cả người của hắn không còn sức phản kháng bị đánh bay ngược về sau xa hơn 10 trường rồi rớt trên một cái xa quy đang chở đầy hàng hóa một hồi sao động vang lên rồi một đám vũ khí với hàng quang chớp lóe từ trên thùng hàng rơi xuống nhìn thấy hàng lập bị như vậy ba vị nữ tử lập tức kinh hoàng la lên còn từ trong xe cũng truyền ra tiếng kinh hồ ngạc nhiên của nam kỳ tử sau đó tiểu kiếm kia xoay một vòng trên không trung, rồi hướng tới thùng xe mà bay trở về. Lúc này cả đám người của vị Hồng Sam thiếu nữ, ngay cả tiểu kỳ đang cầm trong lòng bàn tay. Quang Hà cũng bị xua tan biến mất, cũng bị bỏ đi, rồi hướng tới xe hàng mà chạy tới. Hàng đại ca, người không sao chứ? Hồng Sam thiếu nữ được Hàng Lập cứu sống, nên đối với Hàng Lập rất cảm kích, đứng dưới cử quy, lo âu nói. Hương Nhi cùng với bạch sam thiếu nữ trên mặt cũng đồng dạng hiện ra một tia lo lắng. Hoàng hảo không chết là được, chỉ là thân thể không thể nào cử động mà thôi. Từ trong thùng hàng truyền ra âm thanh của hàng lập, bà vị thiếu nữ thấy vậy trong lòng buông lỏng, nhìn nhau liếc mắt, sau đó bà thân hình cử động nhào nhau, nhau, nhìn lên cử quy xem coi hắn ở bên trong đống hàng hóa có bị gì hay không. Chỉ thấy hàng lập quần áo tà tơi, nằm ở trên một đống đào thương, vẻ mặt không chút biểu tình, nhưng có lẽ là không thấy thương tổn gì. Ba vị nữ tử này vui vẻ, cùng nhau mang hàng lập từ trong đống hàng hóa ra ngoài, rồi đưa hắn đặt trên một con cừu quỳ khác. Hàng đại ca đã tạ ngươi ơn cứu mạng. Hồng Sam thiếu nữ cảm kích hướng hàng lập cảm tạ nói. Không có gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Phần bị công kích ấy cũng không làm gì được ta. Chỉ là phải nằm thêm một thời gian ngắn là được. Hàng lập mỉm cười không thèm để ý nói. Lúc này, từ trên một con cửu quy khác, chỗ cửa thùng xe vừa mở ra, thân hình của Nam Kỳ tự chấp động vài cái, rồi bay tới chỗ hàng lập, nằm lấy một cái cổ tay của hắn, chuyển vào trong đó một luồng tinh thuần linh khí. Không có vấn đề gì, Kim Cường Quyết không hổ là một trong năm loại cực đại luyện thể bí thuật, hơn nữa đã tu luyện tới tầng 3, vì vậy mới có uy lực như vậy. Pháp khí của yêu nghiệt đó cũng không đã thương gì được hàng thí chủ chỉ là lúc này đã dùng qua sức ném đi cục đá nên đã thương tổn một chút tới kinh mạch cho nên đang bị thương giờ lại nặng hơn một chút nhưng chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian ngắn thì cũng không sao trên mặt của vị đạo sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi lập tức vui vẻ nói thật sự là như vậy sao hồng sam thiếu nữ nghe vậy thì cao hơn nói ra à làm sao mà bần đạo lại có thể nói sai chứ hiện giờ tiểu hồi xuân trần của các ngươi đã dừng lại nên tình thế có chút bất lợi. Nam Kỳ tự cười một tiếng, nhưng lại đưa mắt nhìn tới trận đồ kia, quàng mang đang dần dần mất đi, thầm ý nói. Lời này vừa toát ra, ba vị thiếu nữ sắc mặt liền đại biến, vội vàng đi tìm lại mấy cây tiểu kỳ vừa mất đi, để lập lại tiểu hồi xuân trận. Giờ mấy tên thủ vệ lại bắt đầu thương vong nhiều lên. Không tốt rồi, tiểu hồi xuân trận chúng ta chỉ mang theo có một cái. Mới vừa rồi đời phó với yêu xà, nên đã sử dụng toàn bộ uy năng của nó chống cự lại giờ đã hết rồi hiện tại không cách nào kích động lại pháp trận được bạch sam thiếu nữ thất thành là lên còn hai người kia thì cũng đưa mắt nhìn nhau đây thực sự là có chút phiền phức chân mày của đào hữu nhíu lại mấy người đang suy nghĩ tìm ra đôi sách thì bỗng nhiên từ bốn phía âm thanh đang đổ ra bỗng dừng lại còn các tên thủ về trên quỳ xa lại tuôn ra những lời hoang hô vang dội mấy vị thiếu nữ này ngờ ngơ nhìn nhau, rồi thấy những con cự trùng đang nhào, nhào 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 lên xe tấn công thủ vệ, thì giờ bỗng nhiên quay đầu chạy trôi chết. Cả đám cự trùng này dường như mất đi sự chỉ huy, nên trở thành hỗn loạn, không còn hùng hồn dữ tợn như trước. Tốt rồi, nhất định là mấy người liệu nhi tỷ tỷ đã giải quyết xong con yêu trùng nọ rồi. Thủy Sam thiếu nữ mặt mày vui vẻ, nhìn hai người kia tươi cười nói. Một lúc sau, từ trong đám bụi vàng kia xuất hiện ra mười mấy kỳ sĩ, hướng thẳng tới đội xe mà chạy trở về. Những kỳ sĩ này là những người lúc đầu tiên sát tới chỗ trung tâm của đám cử trùng nọ. Những vị kỳ sĩ cởi cử lan này lúc đầu có khoảng 50 người, nhưng giờ chỉ còn khoảng hơn 30 người trở về mà thôi. Hơn nửa toàn thân lại đầy vết thương, máu chảy loang lộ, có thể thấy trận chiến vừa qua rất ác liệt. Những vị kỳ sĩ này thúc giục cử lan phía dưới, trong nháy mắt đã phóng về trở lại trong đồi xe. Lúc này về đại hán mặt sẹo không nói một lời, đột nhiên ném xuống đất một vật. Thì ra đây chính là một con cự trùng, toàn thân của nó là một màu vàng óng ánh, đúng là một con sa trùng thú. Còn làm sam thiếu nữ cũng mang theo một cái hồ lô màu huyết cổ quái, cẩn thận mang nó đặt xuống đất. Hai người gặp mặt ba người thiếu nữ này cùng với nam kỳ tự, đang đứng về quanh hàng lập thì có chút ngạc nhiên ngay lúc này thì có một tên thủ vệ biết việc đi tới bên cạnh đại hán mặt sẹo nói chuyện qua một chút đầu tiên là đại hán mặt sẹo ngẩn ra sau đó thì cười to lên ha ha xem ra trương bộ thật đúng là không có nhìn nhầm hạng huynh đệ mặc dù mới gia nhập bộn thương hội thì đã liền ra tay cứu được thuyền nhi nếu không bạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì thì tại hạ thật không còn mặt mũi nào gặp lại phu nhân làm sam thiếu nữ sau khi nghe xong đưa mắt nhìn về hàng lập ánh mắt cũng trở nên hiền lành hơn còn hàng lập thì chỉ mỉm cười không nói gì nếu có thể đánh lui được cả một đám sa trùng thú nhiều như vậy bọn họ cần có thời gian để điều chỉnh đội ngũ lại rồi nghỉ ngơi nửa ngày sau đó mới tiếp tục lên đường về sau lộ trình trở nên an tịnh hơn và ba ngày sau thì đội xa cũng đã ra đi khỏi phạm vi của thanh la sa mạc bước chân vào một vùng thảo nguyên rộng lớn mênh mông bằng phẳng dị thường. Vì vậy đội xe di chuyển nhanh hơn vài lần so với trước và những con cựu quy này cũng bắt đầu sẩy những bước chân hướng phía trước mà chạy nhanh đi. Còn hàng lập thì nằm trong thùng xe không nhúc nhích một chút nào. Trước đây khi di chuyển trong sa mạc còn nghe thấy rất nhiều âm thanh nói chuyện. Bây giờ khi bắt đầu tiến vào thảo nguyên thì không nghe thấy. Không chỉ như vậy, ngay cả bốn vị thiếu nữ ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ Tuy thấy đồng cỏ xanh mát trải dài, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ bất an và sợ hãi.